Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói với truyền thông trong nước rằng ICC, tổ chức mà các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc và Mỹ không công nhận, là một tổ chức phi pháp lý, chưa bao giờ làm được điều gì đáng kể. Ông Medvedev khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt Tổng thống Putin chính là tuyên chiến với Moscow. Ông nói, rõ ràng tình huống này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu thành hiện thực, người đứng đầu quốc gia hạt nhân đến một lãnh thổ, chẳng hạn như Đức, và bị bắt, thì đó sẽ là lời tuyên chiến với Nga. Trong trường hợp đó, tất cả tài sản của chúng tôi, tất cả tên lửa của chúng tôi sẽ bay tới tòa nhà Quốc hội Đức và văn phòng Thủ tướng Đức. Cũng theo ông Medvedev, phán quyết của Tòa hình sự quốc tế về việc ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với luật pháp quốc tế. Và theo ông, quyết định ICC cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của nền tảng nguyên tắc luật pháp quốc tế. Ông nói rằng các thẩm phán của ICC không nên đưa ra một quyết định chống lại một cường quốc hạt nhân. Ông Medvedev cũng nói thêm, việc đưa vũ khí nước ngoài tới Ukraine mỗi ngày sẽ khiến ngày tận thế hạt nhân đến gần hơn. Nhà lãnh đạo Nga, 57 tuổi, cho rằng sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, phương Tây coi mình là ông chủ của nước Nga, nhưng ông Putin đã chấm dứt điều đó. Theo ông Medvedev, phương Tây không thích sự độc lập của Nga và Trung Quốc, đồng thời muốn chia cắt Nga thành nhiều quốc gia yếu hơn, cũng như đánh cắp nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nước này. Dù vậy, ông Medvedev cũng nhận định quan hệ giữa Nga với phương Tây một ngày nào đó sẽ được cải thiện, mặc dù sẽ mất rất nhiều thời gian. Nguồn cơn phát biểu của ông Medvedev xuất phát từ thái độ của Đức đối với lệnh bắt ông Putin của Tòa án Quốc tế ICC. Trước đó, ngày 18 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Tư pháp Đức, ông Marco Buschmann, khẳng định việc ICC ra lệnh bắt Tổng thống Putin là tín hiệu quan trọng thể hiện quyết tâm, và Đức sẽ tuân thủ lệnh của ICC và có nghĩa vụ bắt Tổng thống Nga bàn giao cho ICC nếu ông Putin đặt chân đến lãnh thổ Đức. Lệnh bắt ông Putin cũng được Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ sự ủng hộ khi ông này đang đi thăm Nhật Bản. Ông nói, không ai được đứng trên luật pháp. Cho tới nay, Đức là quốc gia duy nhất công khai tuyên bố sẽ thực thi lệnh bắt ông Putin do ICC ban bố. Cùng với tuyên bố của ông Medvedev, Nga cũng đang cho điều tra các quan chức tòa hình sự quốc tế, những người đã phát lệnh bắt Tổng thống Putin. Theo Ủy ban điều tra của Nga, các quan chức tòa án hình sự quốc tế đã đưa ra một quyết định bất hợp pháp khi yêu cầu bắt giữ Tổng thống Putin. Russia Today dẫn thông báo của Ủy ban điều tra Nga ngày 20 tháng 3 cho biết, cơ quan này vừa mở vụ án hình sự chống lại công tố viên tòa hình sự quốc tế Karim Ahmad Khan, các thẩm phán gồm Tomoko Akan, Rosario Salvatore, Aitala và Sergio Gadago. Ngày 22 tháng 3, Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên cơ quan giám sát tòa án hình sự quốc tế cho biết có những mối đe dọa chống lại tòa án hình sự quốc tế cũng như các biện pháp nhằm vào các công tố viên và thẩm phán của cơ quan này. Tuyên bố của Hội đồng quốc gia thành viên tòa án hình sự quốc tế có đoạn: Chủ tịch Hội đồng lấy làm tiếc về những động thái nhằm cản trở nỗ lực quốc tế trong việc bảo đảm các bên phải chịu trách nhiệm đối với hành vi bị luật pháp quốc tế cấm. Trở lại với phản ứng của các nước đối với lệnh bắt của ICC, Nam Phi, quốc gia được cho là sẽ khó xử trước lệnh bắt, bởi nước này sẽ là nước đăng cai hội nghị BRICS trong năm 2023, một sự kiện mà rất có thể ông Putin sẽ xuất hiện. Đồng thời, Nam Phi lại là thành viên của ICC. Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi Ramaphosa từng nói, nước này nhận thức được nghĩa vụ pháp lý của mình đối với lệnh bắt của ICC và sẽ tiếp tục tham gia với các bên liên quan khác nhau. Còn Ngoại trưởng của Nam Phi Naledi Pandor cho biết nước này sẽ thảo luận về cách thức phản ứng trước lệnh bắt của ông Putin và cuộc thảo luận này sẽ sớm diễn ra. Dù vậy, Ngoại trưởng vẫn xác nhận lời mời gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế do nước này tổ chức vào mùa hè sắp tới. Theo ông Naledi Pandor, Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những nguyên thủ quốc gia của nhóm các nền kinh tế BRICS gồm Brazil, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc và Nam Phi, và sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 tại Durban, tổ chức vào tháng 8 năm 2023. Hiện chưa rõ liệu ông Putin có nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS hay không. Ở châu Âu, một quốc gia thậm chí đã tuyên bố là sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC. Đó là Hungary. Reuters trích dẫn lời tránh văn phòng thủ tướng Hungary.
Gregory Gulyad trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 3 cho biết nước này sẽ không bắt giữ Tổng thống Putin theo lệnh tòa án hình sự quốc tế dù Budapest đã ký quy ước Rome. Chính quyền Hungary giải thích không có cơ sở pháp lý để bắt ông Putin. Ông Gulyad nói, mặc dù đã ký quy chế Rome về tòa án hình sự quốc tế, Hungary vẫn chưa đưa quy chế này vào hệ thống tư pháp của mình. Dựa theo luật pháp của Hungary, chúng tôi không thể bắt giữ Tổng thống Nga. Các quy chế của ICC chưa được chính thức sử dụng ở Hungary. Ngoài ra, Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary cũng đánh giá về lệnh bắt giữ của ICC là quyết định đáng tiếc và sẽ chỉ làm căng thẳng leo thang chứ không dẫn đến hòa bình. Đó là ý kiến chủ quan của tôi. Còn Thủ tướng Hungary Viktor Orbán là người có mối quan hệ thân thiết với ông Putin kể từ khi chiến sự ở Ukraine xảy ra kéo theo các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga của Liên minh châu Âu. Hungary đã nhiều lần chỉ trích EU vì cách hành xử của liên minh này với Nga. Ở châu Á, cụ thể là ở Đông Nam Á, Thủ tướng Campuchia Hun Sen lo ngại khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân khi tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt ông Putin. Trong bài đăng trên tài khoản Telegram ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói, việc tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin là diễn biến chính trị gây chấn động, có tác động địa lý ở châu Âu và trên thế giới. Ông Hun Sen nói, lệnh bắt ông Putin của ICC cũng sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho xung đột giữa Ukraine và Nga, đặc biệt trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow, khi ông Tập dự kiến làm trung gian hòa giải. Thủ tướng Campuchia cũng đặt câu hỏi, làm thế nào Tổng thống Putin có thể đàm phán hòa bình khi phía bên kia đe dọa bắt ông? Ông Hun Sen lưu ý, ICC hiện có 123 quốc gia thành viên, nhưng không được một số nước lớn như Mỹ, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc công nhận. ICC cũng không có quyền bắt nghi phạm nếu không có sự hợp tác của chính phủ. Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định, trong bối cảnh thế giới cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, bệnh truyền nhiễm, lệnh bắt của ICC sẽ chia rẽ thế giới và có thể châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân. Ông nói, tôi chưa bao giờ tin chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra bất chấp mối đe dọa của vũ khí hạt nhân. Tôi cũng khuyến khích tất cả các bên nên thận trọng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và giảm nói về khả năng này. Nhưng bây giờ có phản ứng dữ dội từ phía bên kia dưới hình thức lệnh bắt mà Tổng thống Putin là lãnh đạo cường quốc hạt nhân với hàng nghìn vũ khí hạt nhân. Ông Putin sẽ đồng ý bị bắt mà không có sự đối đầu sao? Nếu ICC cố bắt ông ấy, chính quyền Nga sẽ sẵn sàng để điều này xảy ra hay sao? Kok Tai Yang, Giám đốc Viện Hòa bình và Phát triển Campuchia ngày 20 tháng 3 cũng cho rằng khả năng xảy ra chiến tranh toàn cầu gia tăng khi người đứng đầu siêu cường hạt nhân bị dọa bắt. Ông này nói, một cuộc thế chiến trong thời đại hạt nhân sẽ dẫn đến tận thế. Phương Tây chưa bao giờ ngăn cản được ông Putin, kể cả bằng lệnh trừng phạt hay dọa bắt. Lệnh ICC có thể sẽ làm tăng khả năng dẫn đến chiến tranh hạt nhân nếu phương Tây tiếp tục cô lập Tổng thống Nga bằng cách hạn chế việc đi lại của ông ấy thông qua các vụ bắt thì sẽ không có hy vọng cho hòa bình ở Ukraine và nỗi thống khổ của người dân Ukraine sẽ là vô tận. Về phía Mỹ, đề cập đến phán quyết của ICC, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng lệnh bắt ông Putin do ICC đưa ra là chính đáng nhưng thừa nhận Mỹ và Nga không công nhận cơ quan này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói các quốc gia thành viên ICC phải bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ. Trong khi đó, cựu cố vấn quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng ICC là một tổ chức bất hợp pháp và Washington không nên hợp tác với lệnh bắt ông Putin. Ông này nói, nhiều năm qua tôi luôn tin rằng tòa hình sự quốc tế ICC về cơ bản là bất hợp pháp, đó không phải là cơ quan Mỹ nên hợp tác. Theo ông Bolton, quan điểm này của ông không phải để bào chữa cho việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến sự ở Ukraine, nhưng ICC không phải là cơ quan phù hợp để truy tố lãnh đạo Nga. Ông nhấn mạnh, ICC bất hợp pháp vì nó là cơ quan thực thi quyền lực trong môi trường không có bất kỳ khuôn khổ hay ràng buộc hiến pháp nào. Đó là thể chế rất nguy hiểm. Ông Bolton nói thêm rằng, lệnh bắt ông Putin của ICC trong thời điểm này chỉ đe dọa đến triển vọng đạt giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine. Bởi vậy ông tin rằng sẽ không có gì xảy ra sau lệnh bắt của ICC. Ông John Bolton, 74 tuổi, là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ năm 2005 đến năm 2006, trước khi trở thành cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump. Gần đây, ông thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tin tức để thảo luận về các vấn đề trong nước và quốc tế. Trở lại với vấn đề ông Putin liệu có thể bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế hay không? Liệu lãnh đạo của một nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể bị bắt giữ hay không, trong khi mà Nga không thừa nhận thẩm quyền của ICC? Trước hết, cần phải trả lời từng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất,
ông Putin bị cáo buộc những tội danh nào? Theo tạp chí Time, thông báo của ICC được đưa ra sau khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố một báo cáo về việc Nga phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Ukraine. Một trong những cáo buộc đối với ông Putin là cưỡng bức hàng ngàn trẻ em Ukraine đến Nga. Theo giới chuyên gia, những tội ác này không chỉ đe dọa những người dễ bị tổn thương nhất, khiến gia đình bị chia cắt, mà còn thể hiện một nỗ lực có hệ thống nhằm xóa bỏ bản sắc Ukraine bằng cách cải tạo, hay như truyền thông phương Tây gọi là tẩy não chúng thành người Nga. Theo hai điều khoản trong quy chế Rome, tức là văn kiện thành lập tòa án hình sự quốc tế, hành động cưỡng bức đưa người Ukraine sang Nga được cho là trục xuất bất hợp pháp thường dân và chuyển những người này một cách bất hợp pháp từ vùng bị chiếm đóng ở Ukraine sang Nga. Mặc dù vẫn chưa có con số chính xác là bao nhiêu trẻ em đã bị đưa đến Nga, nhưng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, cả chính quyền Nga và Ukraine đều cho hay có trẻ em Ukraine được đưa đến Nga. Các quan chức Nga bị cáo buộc trao những đứa trẻ này cho các gia đình nhận con nuôi và cấp quốc tịch Nga cho các em. Trong số đó, có những em bị mất cha mẹ hoặc bị chia cắt khi bố mẹ bị bắt. Nga đã công khai thừa nhận sự tồn tại của chương trình trẻ em này, nhưng khẳng định họ đưa những đứa trẻ này đến Nga là để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, những báo cáo khác như của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc phản bác lập luận đó rằng việc di dời dân cư không thể được biện minh bởi lý do về an toàn hay y tế. Chính quyền Nga cũng không tìm cách liên lạc với người thân của những đứa trẻ này hay với chính quyền Ukraine. Câu hỏi 2. Liệu ông Putin có thể bị bắt? Tổng thống Nga sẽ khó có thể bị bắt giữ khi vẫn đang nắm quyền. ICC không có lực lượng an ninh của riêng mình và phụ thuộc vào các quốc gia thừa nhận cơ quan này để thực thi lệnh bắt giữ. Nga không thừa nhận quy chế Roma và trong thời gian tới, ông Putin khó có thể đến thăm một quốc gia thừa nhận quy chế này, gồm 123 nước trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Nhưng ngay cả khi ông Putin ra khỏi lãnh thổ Nga, cũng không có gì đảm bảo là ông sẽ bị bắt, vì còn tùy các nước mà ông Putin đến có sẵn sàng bắt ông hay không. Nga vẫn là một trong những cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Việc bắt giữ Tổng thống Putin có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với bất cứ quốc gia nào thực hiện lệnh này. Trong quá khứ, lệnh truy nã của ICC đã từng bị phớt lờ, như trường hợp của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ông này đã ra nước ngoài nhiều lần bất chấp lệnh bắt giữ của ICC vì liên quan đến cái gọi là nạn diệt chủng ở Darfur. Ngay cả khi Tổng thống Nga và phe của ông mất quyền lực ở Nga và một chính phủ khác muốn dẫn độ ông Putin đến La Hay, trụ sở của ICC, thì cũng có một trở ngại lớn. Hiến pháp Nga cấm dẫn độ công dân Nga sang một quốc gia khác. ICC cũng không có khả năng xét xử ông Putin mà không bắt giữ ông, bởi tòa án không thể xử vắng mặt. Câu hỏi 3. Nếu ông Putin không bị bắt, những cáo buộc này có tác động gì không? Bằng việc thúc đẩy ICC ra lệnh bắt giữ ông Putin, phương Tây hy vọng sẽ tác động đến dư luận quốc tế và công luận nước Nga, đồng thời làm suy yếu vị thế của ông Putin trên trường quốc tế. Tại Nga, ông Putin được coi là nhà lãnh đạo đề cao các giá trị truyền thống, bảo vệ trẻ em, trái ngược với một phương Tây không trong sạch. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, nhiều nước phương Tây đã cấm vận nước Nga, nhưng ông Putin vẫn nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia như Ấn Độ, Nam Phi. Những nước có thể cho rằng Nga buộc phải hành động như vậy là do mối đe dọa từ NATO. Với quyết định của ICC, phương Tây hy vọng sẽ làm lung lay lập trường của những nước đó. Hơn nữa, thông báo này có thể thúc đẩy sự ủng hộ các nước thành viên NATO dành cho Ukraine về mặt quân sự và làm NATO thêm đoàn kết. Câu hỏi 4. Những nguyên thủ quốc gia nào từng bị truy nã quốc tế? Tổng thống Nga Vladimir Putin là nguyên thủ quốc gia thứ tư bị truy nã khi vẫn còn đang cầm quyền. Trước đó là Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic bị Tòa hình sự quốc tế truy nã vào năm 1999. Nhà lãnh đạo Sudan Omar al-Bashir bị truy nã vào năm 2009 và lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi năm 2001. Những lời buộc tội ông Vladimir Putin được chú ý nhiều hơn bởi trong 3 thập kỷ qua, tư pháp quốc tế không có nhiều hành động đáng kể. Câu hỏi tiếp theo, tại sao ICC khó thực thi công lý? Thứ nhất là do 3 trong số các cường quốc hàng đầu thế giới, 3 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga vẫn không công nhận sự tồn tại của Tòa hình sự quốc tế, mặc dù cơ quan này được 123 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận. Thứ hai, chính Hoa Kỳ, lãnh đạo phương Tây và phe Dân Chủ cũng bị xem là vi phạm luật pháp quốc tế, phạm tội xâm lược Iraq và tội ác chiến tranh ở Afghanistan, Iraq và trong các nhà tù bí mật của CIA ở Guantanamo mà không bị trừng phạt.
chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống George Bush, cũng như việc Washington tiếp tục hỗ trợ các quốc gia đồng minh có khả năng bị tư pháp quốc tế nhắm đến, khiến người ta thấy là Mỹ vẫn có thái độ nhất bên trọng, nhất bên khinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.